Anh em ơi, Amori 7000 đã có mặt rồi. Rất nhiều điều hấp dẫn, rất nhiều điều hay ho, nhưng mà cũng có chút chút thất vọng anh em ạ. Hãy cùng mình bắt đầu video này và xem nó thất vọng điểm nào, nó hay điểm nào, và cùng xem anh em có nên mua những sản phẩm này không nhé. Rồi thì hãy bắt đầu nói về cái đầu tiên đi. Cái mới đầu tiên đó chính là CPU. Chúng ta sẽ có một line up CPU mới luôn. Tất cả những CPU AMD dòng 7000, chúng ta sẽ có Ryzen 9 7950X với 16x32 luồng, 7900X này với 12x24 luồng, Ryzen 7 7700X với 8x16 luồng, và Ryzen 5 7600X là có 6x12 luồng thôi anh em ạ. Thì hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về ví dụ như là 7800X này, hay là về những dòng như là Ryzen 3 hay là 7600 thường, vân vân và vân vân. Chỉ có những con mới như vậy thôi. Đấy là những sản phẩm sẽ được ra mắt đầu tiên của AMD, và AMD đảm bảo rằng là họ sẽ có rất là nhiều hàng. Và anh em có thể thấy thì cái số lượng nhân vẫn dựng im như vậy, không hề có E-core, P-core như là Intel, và nhưng mà cái lượng IPC của nó ấy đã cao hơn rất nhiều so với cả thế hệ thứ 5000 rồi. Tất cả những con CPU này sẽ được sử dụng đó chính là Gen 4 đấy nhá, không phải là Gen 3 nữa, trên tiến trình 5 nanomet của TSMC, khiến cho cái lượng điện, lượng nhiệt của nó sẽ thay đổi một chút chút, nhưng mà không phải theo trường tốt rồi anh em nhá. Và cuối cùng thì với sự xuất hiện của 7000, chiếc CPU của AMD đã được hỗ trợ PCIe 5.0 và cả DDR5 nữa. Và việc có xuất hiện CPU mới sẽ kèm theo cả một socket mới nữa, socket AM5. Thì socket AM5 này nó đã được đổi, thay vì là PGA thì bây giờ thành LGA như là Intel luôn. Anh em không cần phải lo về gãy chân trên CPU nữa, mà chỉ cần lo về gãy chân trên máy mốt thôi. Thì cái số chân như này sẽ tổng cộng là 1718 chân anh em nhá, tức là cao hơn Intel khoảng tầm 18 chân anh em ạ. Tức là vẫn cao hơn tí rồi. Đồng thời với sự thay đổi này sẽ còn có cả một cái sự thay đổi về cái bề mặt của CPU nữa, khiến cho nó hay ho rất nhiều. Các tụ của nó nằm hết bên trên luôn, còn bên dưới thì chỉ toàn là những chân kết nối thôi, chứ không còn có không bị như kiểu là tụ ở dưới như là CPU của Intel nữa. Việc có socket mới tức là chúng ta sẽ có chipset mới. Thì bình thường chúng ta sẽ có ví dụ như là trước là X570 và B550, bây giờ sẽ có X670 và B650. Nhưng mà một điều mà hay ho nữa là sẽ có thêm một dòng ở trong những cái dòng này nữa, tức là nằm xen kẽ nhá, sẽ đó chính là dòng Extreme, thêm một chữ E vào, tức là sẽ có X670E và B650E. Thì cái chữ E này để đảm bảo rằng là cả chiếc cạp màn hình của chúng ta, tức là cái dòng PCIe và cái khe M2 đều hỗ trợ PCIe 5.0. Còn với cả phiên bản thường không có E, không có Extreme thì sẽ là hoặc là PCIe có 5.0 hay là ổ cứng sẽ có 5.0. Thì mình cảm thấy rằng bất kỳ lựa chọn nào nữa thì chiếc B650E sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho tất cả anh em trên thế giới này. Bởi vì VRM nó vẫn đủ, chipset nó vẫn đủ, RAM nó vẫn đủ, thoải mái và thoải mái luôn, không vấn đề gì cả. Và nếu mà có hãng nào mà có cái tên kiểu tên bên của họ là Extreme ý, thì nó mới dịch ra sẽ là X670 Extreme Extreme anh em ạ, tức là hai lần Extreme. Đấy. Thì nhưng mà cái điều buồn hơi là buồn ở trên cái nền tảng mới này, đó chính là RAM. AMD 7000 bây giờ chỉ hỗ trợ độc quyền duy nhất có DDR5 thôi. Nhưng mà được cái là họ sẽ có một cái chuẩn RAM mới. Ví dụ như bên Intel thì sẽ có XMP, còn bên AMD sẽ có là Expo anh em ạ. Thì cái Expo này nó sẽ là một cái chuẩn mới để giúp cho mainboard và CPU của AMD có thể ép xung RAM một cách dễ dàng hơn mà không hề gặp bất kỳ những cái khó khăn hay là những cái thông số khác biệt gì cả. Bởi vì tất nhiên rồi, Intel và AMD thì ok cũng dùng là DDR5 đúng không? Nhưng mà mỗi hãng sẽ có một cách để xử lý RAM riêng, mỗi hãng sẽ có một cái gọi là card lên riêng, mỗi hãng đều có cái bus riêng, khiến cho cách hoạt động riêng và cần có những cái chuẩn riêng anh em ạ. Đấy, thì một điều vui hơn cả đó chính là không còn bị phải lo lắng về vấn đề tản nhiệt nữa. Bởi vì tất cả những tản nhiệt của AM4 hay bất kỳ những chiếc nào từng hỗ trợ cho AM4 đều có thể gắn được sang cho AM5 anh em nhá. Không hề thay đổi một gì hết, anh có thể vẫn gắn được những chiếc tản nhiệt mới mà không hề cần đợi các hãng phải gửi gông về cho anh em. Như cái đợt mà mới ra Intel thế hệ 12 ấy, đợt đấy có nhận là khó khăn đến vô cùng luôn khi mà tìm tản nhiệt. Có mỗi Asus là vui vẻ nhất bởi vì họ có tận 2 lỗ cơ. Nhưng mà may mắn là AMD đã nghĩ cho người dùng và khiến cho tản nhiệt chúng ta sử dụng được một cách ok nhất. Rồi, vậy thì cái điểm vui vẻ cuối cùng của AMD 7000 đó chính là cạc màn hình. Không phải là cạc RX 7000 đâu nhá, mà là cạc onboard anh em ạ. Bây giờ tất cả những con CPU hiện tại đã được announce, tất cả những con CPU được gọi là AMD thông báo ấy, thì đã đều có cạc onboard dựa trên cấu trúc của RDNA 2.0. Nhưng mà những cái cạc onboard này không phải là những cái cạc kiểu xịn sò mạnh mẽ như là RX680M hay gì đâu nhá. Chỉ là những con cạc rất là basic, rất là cơ bản với những VRAM cực kỳ là đơn giản, để anh em có thể chạy được, xuất hình được thôi, để chữa lỗi thôi, chứ không phải để dành cho chơi game anh em nhá. Nên là không còn thời gian kiểu anh em mua 5700G, 5600G để tích tụ chơi game đâu. Mà đây chỉ là những con cạc rất rất là đơn giản thôi, để anh em có thể sử dụng bộ máy của mình hoàn hảo nhất mà không phải lo lắng về vấn đề kiểu chiếc cạc màn hình là tôi không có gì dùng nhá.
Rồi, thì mình đang có ở đây đó chính là chiếc CPU Ryzen 7 7700X được gửi tới hãng cùng với cả một chiếc mainboard X670. Thì cái chiếc mainboard này ấy, là một chiếc mainboard khá là xịn sò, và đây là phiên bản Steel Legend nhá. Thì cái phiên bản này ấy, giúp cho anh em có một cái hiệu năng ok với mức giá tiền ok anh em nhá. Thì theo những gì mà mình được biết ấy, thì cái con CPU Ryzen 7 7700X này sẽ giá rơi khoảng tầm từ 10 triệu tới 12 triệu, tức là rơi khoảng tầm 11 triệu rồi đấy. Thì cái mức giá này sẽ khiến cho nó nằm ngay giữa với cả một con CPU đó chính là CPU 5800X3D, con CPU thứ hai là con CPU 12700K hiện tại của bên Intel. Vậy thì hãy cùng so sánh nhá. Nếu mà so sánh với cả 5800X với cả 7700X thì là một sự vượt bậc kinh khủng khiếp luôn. Đấy, thì anh em có thể thấy đây nhá, là chiếc CPU chúng ta đã tăng hơn, tức là cái hiệu năng của 7700X cao hơn đến tới là 26% ở điểm đơn nhân, và điểm đa nhân ấy thì cũng tăng lên tới là 28% so với cả 5800X luôn, khá là chất lượng đấy. Và tất nhiên rồi, cái số điểm đa nhân và đơn nhân đấy cũng được truyền đạt tới những cái công việc, ví dụ như là Adobe Premiere cũng tăng lên tới là 23%, Blender trung bình cũng tăng lên tới là 25,9%, hay là V-Ray thì cũng tăng cũng được phải 28% đấy. Nói thật, nếu mà để nói về làm việc nhá, thì CPU Ryzen 7 7700X nhá cao hơn hẳn so với cả Ryzen 7 5800X3D luôn, rất là chất và vô cùng là VIP Pro. Nhưng thực sự thì nếu mà để nói, nếu mà anh em so sánh với cả 12700K ấy, thì hơi thất vọng một chút. Bởi vì đến giờ này, đến điểm này thôi, thì Ryzen 7 7700X mới đạt được đến cái mức của i7 12700K. Này, mà mình còn ở đây là mình còn đang test 12700 thường nhá, còn chưa phải đến dòng K nhá. Thì điểm đơn nhân của 12700 thường nó sẽ thấp hơn so với cả điểm đơn nhân của 7700X là rơi vào khoảng tầm 6%. Nhưng mà do không có i-core, không có p-core phân tách nhau ra, thế nên là số điểm đa nhân của Ryzen 7 sẽ thua so với cả i7 đó vào khoảng tầm 8%. Thế. Và làm việc thì i7 12700 cao hơn trung bình khoảng tầm 3-4%. Mỗi V-Ray là Ryzen 7 thì nó sẽ thắng hơn thôi, nhưng mà có mỗi 1% thôi anh em ạ. Nói chung là cái điểm số vừa rồi thì mình cảm thấy là khá là thất vọng, khi mà đến đời này chúng ta mới có thể tiếp cận được cái điểm của 12700. Mà trong khi đó nhá, nếu mà anh em mua nhá, thì 12700 rẻ hơn nhiều so với 12700K này, và cũng sẽ rẻ hơn nhiều so với cả Ryzen 7 7700X. Đồng thời, nếu mà anh em mua một con CPU AMD 7000 nhá, anh em sẽ phải chi tiêu cho mainboard mới, CPU mới, và cả đó chính là RAM mới nhá, DDR5 anh em nhá, khiến cho cái giá trị của Ryzen 7 hoặc Ryzen 5 sẽ thấp hơn rất là nhiều so với cả CPU i7 thì hiện tại. Thế mình cảm thấy rằng là AMD đang gọi là dành hết tinh hoa của mình cho cả dòng R9 7000 ấy, 7900X với cả 7950X ấy. Hai con đấy hiện tại đang là một con CPU cũng đang khá là đình đám ở trong thế giới benchmark bây giờ, thì khiến cho mình cảm thấy rằng là AMD đang không quá quan tâm tới những người dùng thấp cấp hoặc là những người dùng tầm trung như mình và đa số anh em khác, đến 80% những người dùng bình thường khác, khiến cho thực sự là cảm thấy hơi thất vọng một chút. Và nếu mà anh em so sánh về gaming đúng không, bây giờ mình đổi sang cái gaming đi, thì những con CPU này đều là những con CPU top đầu trên thế giới. Thì với điểm CSGO thì Ryzen 7 của chúng ta dòng 7700X sẽ đạt được là 294, Ryzen 7 5800X3D sẽ đạt được là 300 FPS, còn 12700 sẽ đạt được là 294 FPS anh em nhá. Bây giờ mình ném luôn vào cả CPU i9 đi cho nó chất đi, 12900K sẽ đạt được là 305 FPS, tức là cái hiệu năng chênh lệch của nó cũng không quá là nhiều, chỉ 2-3% thôi. Còn với Cyberpunk thì một điều khá là hấp dẫn ở đây sẽ xảy ra, chúng mình để ở mức setting cũng ngang nhau, cũng để ray tracing cao nhất này, xong rồi cũng để DLSS ở ultra performance này, thì Ryzen 7 7700X đạt được là 162, trong khi tất cả những con CPU còn lại chỉ rơi được khoảng tầm 84 FPS thôi. Cái này mình cũng không biết tại sao, mình cũng test lại 2-3 lần rồi, nếu mà mình bật tắt DLSS đi các thứ kiểu thì nó lại còn giảm hiệu năng cơ, và cái độ chênh lệch của nó cũng chỉ tầm thế. Mình chắc đoán rằng là chắc là do con 7700X này gọi là sinh ra gần với cả năm 2017 hơn, nên là Cyberpunk nó ưu tiên hơn. Thế mình chỉ có thể đưa ra cái setting ưu tiên như thế thôi. Còn mình thực sự mình không biết tại sao nó bị như vậy. Có lẽ rằng khi mà mình có những con CPU khác của dòng 7000 thì mình sẽ test hơn kỹ hơn anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ có đó chính là tựa game Far Cry 5. Thì với Far Cry 5, 7700X sẽ đạt được là 106, 5800X3D sẽ đạt được 110, còn i7 là 107, còn với cả i9 sẽ là 110 anh em nhé. Chỗ trên này cũng không quá là nhiều. Ryzen 5000 sẽ đạt được cao hơn 3 FPS này, i9 cao hơn 3% này, vân vân. Nói chung là linh tinh mà. Những cái kết quả này thực sự là cũng khá là cân bằng nhau, không thể nói rõ được đâu. Mà nếu mà bây giờ nhá, anh em có giảm mức setting xuống này, giảm mức độ phân giải xuống này, thì anh cũng sẽ không thể được, không biết rõ được rằng là
bây giờ 120 FPS với cả 140 FPS anh có nhận được ra không? Đặc biệt là với những tựa game kiểu như là AAA nữa thì anh có nhận ra không? Không đúng không? Thế nên là bất kỳ con CPU nào cũng có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu chơi game của anh em, không gặp một chút vấn đề gì cả. Cuối cùng thì mình cũng test thêm đó chính là Shadow Tomb Raider, một tựa game cũng khá là phát sát thủ vẫn cứng nhưng khoảng tầm 1-2 năm trước thôi, thì mình đạt được là 117 FPS ở 7700X, 119 FPS ở 5800X 3D, 117 FPS ở 12700K và 119 FPS ở 12900K. Thế thì nói chung là mình cảm thấy rằng hiệu năng chơi game của 7700X cũng chưa đến mức gọi là vượt bậc hoàn toàn so với những con CPU khác, khiến cho chúng ta cảm thấy rằng là đây là một con CPU kiểu tối thượng, tối đa, Max Pro, VIP Pro các thứ kiểu. Cái điều mà mình cảm thấy rằng là tin tưởng vào AMD duy nhất ấy là bây giờ mình sẽ làm một điều thôi, là mình sẽ không nâng cấp lên dòng này. Đấy, nó cũng như kiểu Ryzen 1000 ấy, Ryzen 1000 thì nó cũng là một sự vượt bậc, một cái điểm khởi điểm rồi đấy. Nó không ngon nhá, lỗi nhiều này, bug nhiều này, mainboard rẻ, chip rẻ, nhưng mà lỗi rất nhiều, vấn đề rất nhiều, driver vớ va vẩn, linh tinh đúng không? Nhưng nó là một cái khởi điểm của một điều gió rất là tuyệt vời. Và điều tuyệt vời đó thực sự đã xảy ra. Ryzen 2000, Ryzen 3000, Ryzen 4000, Ryzen 5000 đều là những điều tuyệt vời xảy ra với cả dòng CPU của chúng ta. Và 7000 mình cảm thấy cũng là như thế, là một cái khởi điểm của một gì đó tuyệt vời hơn. Thế thế nên là mình sẽ tin rằng AMD trong tương lai 3 năm tới 4 năm nữa họ vẫn giữ im cái chipset, vẫn giữ im cái socket AM5 này, và họ sẽ phát triển những con CPU tuyệt vời hơn, VIP Pro hơn, khiến cho anh em có thể những con CPU ok hơn này, rẻ tiền hơn này và hiệu năng cao hơn anh em nhá. Còn bây giờ nếu mà để nói về anh em bây giờ mua luôn một con CPU 7000 đúng không, thì thực sự là không hề đáng một chút nào cả. Đó, giá RAM này, giá main này và giá CPU này, giá CPU của dòng 9000, dòng 7000 Ryzen 9 ý, thì đã rẻ hơn chút rồi, nhưng mà thực sự mình cảm thấy rằng vẫn chưa đáng. Nếu mà anh em muốn hứng thú với những sản phẩm đấy thì hiện tại mình sẽ recommend anh em dòng 12 hoặc là cùng lắm thì là những con CPU dòng 5000 nếu anh em đang chưa nâng cấp đấy nhá. Còn nếu mà bây giờ anh em muốn mua dòng 7000 ý thì gọi là theo kiểu gọi là anh em nên đầu tiên cho mình một cái main cao một chút, để sau nhỡ đâu anh em có thể nâng cấp lên những con CPU như là Ryzen 8000, 9000 hoặc 10000 anh em nhá. Rồi, và đó là những cái gì mà mình test được, mình đã kiểm tra được. Hy vọng rằng em có thể cảm thấy rằng là đưa ra được quyết định đúng đắn với cái video này. Mình, bản thân mình nhá, mình cũng là không, mình không phải là kiểu Intel fanboy gì đó nhá. Mình còn thích AMD cơ, mình còn muốn ủng hộ AMD cơ. Nhưng mà mình cảm thấy rằng 7000 chưa phải là dòng đáng ủng hộ, và hy vọng rằng AMD có thể làm tốt hơn trong đời tiếp theo. Rồi, cuối cùng thì đấy là cái điểm kết của video rồi. Cảm ơn anh em đã xem video này, và hẹn gặp anh em tại một video khác nhá. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.